Sáng 8 tháng 2, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thanh tra sở vừa triển khai 3 đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật của các phòng khám tư nhân xung quanh một số bệnh viện. Kết quả kiểm tra 5 phòng khám đa khoa và chuyên khoa tư nhân cho thấy một phòng khám có dấu hiệu hoạt động của cò dẫn dụ bệnh nhân đến khám chữa bệnh. 4 phòng khám còn lại tuy chưa phát hiện có dấu hiệu có nhưng đều có vi phạm về các quy định chuyên ngành trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành xử lý các cơ sở cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Y tế cho hay, nạn cò tại các bệnh viện luôn là vấn đề nóng của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố. Mặc dù ngành y tế và ngành công an đã có nhiều nỗ lực trong phối hợp hoạt động để ngăn chặn nạn cò bệnh viện, nhưng vẫn chưa đủ sức gian đe. Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh giả soát, củng cố hoạt động của đội bảo vệ, tăng cường phối hợp với lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực đông người nhất là khu vực đăng ký khám bệnh. Các bệnh viện phải đẩy mạnh triển khai các ứng dụng đăng ký khám bệnh từ xa, tăng cường truyền thông để người bệnh cảnh giác với nạn cỏ. Đồng thời, Sở Y tế kiến nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường hỗ trợ các bệnh viện và có biện pháp quyết liệt đối với tệ nạn cỏ tại các bệnh viện.